Triệu Vân và Điển Vi, võ tướng hộ vệ nào mạnh hơn? Triệu Vân và Điển Vi đều là những võ tướng nổi tiếng trong thời Tam Quốc, được biết đến với tài năng võ nghệ cao cường và lòng trung thành tuyệt đối với chủ tướng. Cả hai đều được mệnh danh là những hộ vệ xuất sắc, luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ chủ nhân của mình. 1. So sánh về võ nghệ. Cả Triệu Vân và Điển Vi đều được xếp vào hàng những võ tướng mạnh nhất trong thời Tam Quốc. Triệu Vân được phong là Dực Quân Tướng Quân, một trong ngũ hổ tướng của Thục Hán. Ông nổi tiếng với tài năng võ nghệ cao cường, đặc biệt là khả năng sử dụng trường thương. Điển Vi cũng được coi là một trong những võ tướng xuất sắc nhất của nhà Tào Ngụy. Ông được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất bộ tướng, với khả năng sử dụng đao vô cùng điêu luyện. 2. So sánh về kinh nghiệm chiến đấu. Triệu Vân có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn hơn Điển Vi. Ông đã tham gia nhiều trận chiến lớn nhỏ, từ khi còn trẻ cho đến khi về già. Điển Vi cũng có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể, nhưng không nhiều bằng Triệu Vân. 3. So sánh về khả năng cứu chủ. Triệu Vân có khả năng cứu chủ vượt trội hơn Điển Vi. Ông từng nhiều lần cứu Lưu Bị trong những tình huống hiểm nguy, đáng kể nhất là trong trận Trường Bàn và trận Xích Bích. Điển Vi cũng từng có một số lần cứu chủ, nhưng không nhiều bằng Triệu Vân. Dựa trên những phân tích trên, có thể thấy Triệu Vân có phần nhỉnh hơn Điển Vi về mặt võ nghệ, kinh nghiệm chiến đấu và khả năng cứu chủ. Tuy nhiên, đây chỉ là những đánh giá mang tính tương đối, bởi thực tế, việc phân định ai mạnh hơn ai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như tình huống chiến đấu, trang bị vũ khí. Cuối cùng, câu hỏi Triệu Vân và Điển Vi ai mạnh hơn là một câu hỏi mang tính chủ quan. Mỗi người có thể có những đánh giá khác nhau, tùy thuộc vào sở thích và quan điểm của mình.